Rồi. Đi. Xuống em đi. Đi. Chiều chiều. Dốc nhỉ, có thang thì dốc thật. Cao dốc. Màu trắng, thịt pha màu trắng. Ô, một cái chú à? Đâu là cái xe nào? Chờ một tí. À, xe này đây ạ. Vâng, em ngồi ở trên. Dạ em vẫn đi đấy. Ừ, đi được mà. Vâng, đi được. Ở đây thì nó không ấy. Dạ, tối hôm qua em muốn đi xe đạp thôi. À thế. Vâng, đi thử cái xe đạp. Dạ, thế của cái xe của cái tập đoàn gì đấy? Chí Nam hay gì? Thế xong rồi đi được nhiều không? Em cũng lên trên phố cổ xong rồi vòng về. Như vậy lên tận Trần Đại Nghĩa này mới thuê được xe. À. Thế dưới nhà mình nó không để. Đúng rồi. Chỉ chả đi xe máy lên vứt đấy xong rồi đi. Thôi em gọi luôn, con kia đến nó chờ cho nhanh. Trước chỉ đạp xe ấy, trước còn đạp xe đi làm ấy. Không, nhưng mà em thấy đạp xe không ổn lắm. Đi mình đi nhiều xe máy, nhiều ô tô quá. Ngày xưa thanh niên chỉ đạp xe đi làm thì đeo cái ba lô đi, xong rồi mang quần áo, xong rồi đến cơ quan là thay. Anh vất giả được đến mượn xe của cái anh bạn chơi cùng. Nhiều xe máy quá hay là đi không cái chỗ sang đường cái thứ nó không rõ ràng, khó đi ạ. Mấy xe đạp của họ đẹp đấy. À, thế à? Hôm qua em đi mà phải đến gần 10 người cứ đoạn dừng để hỏi luôn đấy. À, ở cái xe địa hình hay xe gì? Không phải xe địa hình nhỏ. Thế là xe gì đấy? Cái xe thỉnh thoảng nếu mà chị đi gặp nó để ở trên vỉa hè này, thì xe màu hình xanh ấy. À, thế à? Vâng. À, cứ hỏi mua xe để đâu? À, xe thuê. Con nó mới sao chị ạ? Vâng, ở Hồ Tây không phải em lên Hồ Tây đấy. Rủ em tin với em không có đi đạp gì đâu. Anh không bao giờ cho bọn trẻ con đi đâu. Sợ. Không phải sợ, bố lười. Bố lại phải đạp. Anh không đi. Ôi đạp thì em mệt. Bị say có việc gội đầu cho mẹ. Con đạp vì từ hôm trước rồi. Tuần trước. Đạp vì ở đâu? Đạp ở trong nhà chàng á? Ở
Hà Nội. Tây Hồ Tây. Hồ Chu Bạch. Hôm đấy là con của cái bác ở bên Đức quay về cho Phùng đi chơi cùng. Dạ vâng. Chiều nhé. À, nhưng mà đi xe buýt hay tàu hay đạp vịt nào? Đạp vịt. Hôm qua em qua Hồ Trúc Bạch đấy, không lên Hồ Tây xong vòng về. Hôm qua tuần trước anh Ken anh đạp ở trên Hồ Trúc Bạch, nhiều đông lắm. Anh Tú với ba cái gì nhỉ? Phương ơi, Phương mệt quá con thì chẳng thấy mệt. Mẹ ơi con chơi chơi tại em là sạch 10 cây trở lên. Tại con đạp trên 10 cây nhá. Ý đạp vịt chơi cho mày cái bíp trước. Ừ, ok. Để hôm nay chọn cái xe buýt khác đẹp hơn lần trước nhá. Đi mà đi đường khác đi. Đi xe con nha, nhưng nó có mấy tour. Đấy là tour đi quanh các phố cổ. Còn một tour nữa là tour nó đi vào thăm các khu di tích. Con có thích đi vào thăm khu di tích không? Có. Nó sẽ có điểm dừng ấy, mệt lắm. Mà trong khi đó mình đi chơi, mình đi xe nhà mình vào cái điểm di tích thì cũng được tội gì. Đúng không? Bây giờ cứ vào xuống lên xuống mệt lắm. Cô bé này no chưa? Mang sữa đi để uống à? À trong trong ba lô có sữa không? Đấy được. Trên Hà, ngày xưa chị đi chứ phố Hào Nam gì đấy ạ? Ừ đấy. Có ăn bánh canh được mà. Ừ, em xưa có ăn đồ. Con thì ăn bánh canh ngon như thế. Con để thích ăn phở thôi. Thích ăn phở thôi. Bánh canh ngon thế mà sợ hết phật. Con để thích ăn phở thôi. Còn thú phật. Anh Thanh rửa xe xong chưa không biết? Chưa, mà chắc nó phải kiểm tra lâu lắm rồi.
Thế là ngồi, phải ngồi đấy à? Chắc là phải ở đấy. Trông nó check. Nó bị hỏng, nó không phải hỏng cái thanh tổng nó bị thế nào ấy, nó không lên dầu. Hôm vừa rồi là bị vỡ vào một bên máo phanh rồi ấy chứ. Vâng. Vừa thay xong nhưng mà cái thanh tổng thì nó của hãng ấy, nó phải đặt trước, nó không có thì xe nhập. Vâng. Lâu lắm. Chạy được bao nhiêu cây số? Đầy điện chạy được 400 cây, nhiều nhỉ, 400 cây. Nhưng mà sạc có nhanh không anh? Vì lấy hết sạch trong mà mình sạc đến đầy. Nếu mà sạc nhanh thì khoảng tiếng rưỡi. Chế độ sạch nhanh. Sạch nhanh là khoảng tiếng rưỡi là đầy, từ 100% đến. Đi cái này được cái tiệm điện rẻ gấp đôi xăng. Bây giờ thế giới bây giờ cũng đang chuyển hết sang điện nhỉ? Ở châu Âu những cái xe cổ người ta vẫn muốn giữ xe cổ đấy nên mà phải thay cái lõi đi, tính ra cái chi phí để chuyển cái lõi đấy sang điện còn đắt hơn. Còn mua xe mới nhưng mà người ta vẫn nhiều người thích cái xe cổ ngày xưa. Bây giờ nghe nói bây giờ cái mấy cái bên Độ đấy đang kiếm lời lắm ấy. Mấy xe cổ đấy để chơi giờ. Đây. Lại bây giờ Trung Quốc và cả Mỹ là đang đều chuyển sang xe điện hết rồi. Đúng rồi. Xe điện hết nhỉ. Nhất Trung Quốc chắc là bị đập thay đổi khí hậu, thiên tai vừa rồi sao? Vừa rồi lột gớm. Khai thác mãi nó cũng hết chứ làm sao mà có. Vâng, mà đấy là Trung Quốc các thứ luôn toàn khai thác của mình ấy. Giá dầu thế giới rồi đang tăng. Thế thì ấy nhỉ, cho bọn kia nó bớt dầu thì mấy cái nước khai thác ấy không? Dấu lên thì dấu. Mấy cái nước đấy dấu lên thì mấy cái đấy kiếp thay đổi chóng mặt. Ở Việt Nam mình với ông làm khai thác thì dầu mỏ cũng dầu. Đi. Ngồi yên đi. Ngồi yên đi, cứ ngọ ngoại mẹ không thích đâu này. Ngồi vào chỗ của con đi. Để nhìn anh Ken kìa, anh ngồi yên.
anh Ken 4 tuổi đi sang sinh chơi là anh ấy ngoan lắm, đi xe nó không cho trẻ con ngồi đằng trước đâu Tinh ạ. Vâng đúng rồi. Ngồi đằng sau đúng rồi đấy. Không an toàn. Đúng anh Ken anh ngoan lắm luôn đấy, nhưng mà sữa này không đi đâu được đâu. Đấy, như con trai trai ấy. Ngồi ngay ngắn xuống. Con có giờ ngồi im bao giờ đâu. Con phải im rồi. Im chưa? Phải thường xuyên như thế. Con ngồi im rồi. Đúng rồi, thì phải lên xe nhà. Thế thì ngồi im. Cứ chạy nhảy hết chỗ nọ ra bên kia. Và hiện tại thì ngồi im rồi. Im là con như anh Ken thì con nhìn anh Ken là anh như anh ngồi một chỗ luôn. Bắt xong rồi nọ, bắt xong rồi kia con. Điều mẹ đừng cho con ngồi im. Đi đâu cũng thế. Xe xăng khác thì chắc nó không bị ồn nhiều, nếu ồn không thì tội vào xe nhiều. Chỉ mong là nó phát triển lên thôi, nhưng mà em công nhận là phát triển nhanh, phát triển chỗ của cái thương hiệu tích cực ủng hộ hãng Tính ạ. Vâng đúng rồi. Chị đi toàn từ đợt có cái này mới là toàn đi của VinFast. Nhưng mà taxi mà chuyển hết sang xe điện thì không khí sạch hơn đáng kể. Vâng. Đống xe taxi cũng nhiều. Này, em công nhận là ra cái Vin ra taxi cả là Grab với Vin cạnh tranh nhau thi nhau ra mã giảm giá. Nhưng mà Vin thì có nhiều mã mấy đâu em? Rồi em thấy Vin thì ở cái luxury này là nhiều mã. À thế em. Vâng, hiện giờ vẫn đang có mã. Ừ, có, sáng nay chị đặt thì có nhưng mà thi thoảng. Vâng. Nó đang kết hợp với cái gì nhỉ? MB à, thẻ MB à? Vâng. MB là cũng có thẻ. Với cả hình như là đi hai chuyến là được một chuyến mã thì phải mới à? Hay là vâng, hay là đi một chuyến thì vẫn đi chẳng thấy có mã gì đâu, có khi đấm bị đau thế. Yeah.
khoáng thích khoáng người. Hôm nay bọn em nhiều việc lắm. Đi suốt à em? Vâng, nổ liên tục. Chắc là quanh khu các khu du lịch đúng không? Vâng. Còn mạng từ dưới này thì vắng. Bạn dưới này chị đặt xe có bị khó không chị? Không, bạn đặt khó, lúc khó khó luôn. Chưa lần nào khó đâu. Đặt nhanh lắm. Cái hôm lễ thì không đặt, cái hôm lễ thì đi nhà bình thường. Vâng, alo. Alo. À, đang đến rồi à? À, 1295 đây đang về rồi. Vâng. Đang về 1295 đây rồi. Chờ một tí nhá, đứng chờ đi ạ. Đang chuẩn hết đấy. Nhanh ghê nhỉ, nếu tính 12 giờ nó được. Vâng, thế bọn đi nhanh. Chồng chắc là đứng đầu ngõ thôi. Bởi vì là bạn không cho em gặp anh không cho. Không, anh không nhờ em. Đây là anh không cho nữa. Tự giật nào. Thì như ba mẹ con đang đứng đầu ngõ đi. Vâng. Không chắc là không phải là, em nghĩ là đầu ngõ ngoài này cơ. Em nghĩ đầu ngõ ở một phía ngoài đường này. Ở đây nhìn thấy không? Có. Qua đường xanh đỏ rồi nhìn thấy. Trên kia đúng không? Ừ, ngõ kia cũng nhà. Vâng. Biển cáo cho đường. Nào đi dép vào đi, xuống xe nào. Ok. Chỉ nhờ chú cho đó luôn. Yên con. Đây. Em dừng luôn đây đâu. Thế đâu? Vâng. Xuống luôn đây. Chú bên nào em nhỉ? Bên phải đúng không? Ừ. Vâng. Em lên thế thì chị để. Đi em ơi, chị gửi rồi. Tính rồi chị dùng thẻ mà. À đây ạ. À? Dạ vâng. Bé đi. Kem cầm ba lô cho em. Bye bye. Cảm ơn nhá. Vâng. Em chào chị. Bye bye. Chú xe máy. Ôi chào. Cảm ơn nhá. Vâng. Thế nhở? Thế? Em này phải phi hay em phi? Lùi vào trong này, lùi vào xe con đây. Xe này vào đây. Nhưng mà nhà đi. Con gà có thịt. Con đi. Đi theo bọn. Em thỏ theo chứ nhở? Em thỏ theo chứ? Chào em thỏ. Sao em ba bằng lúc này? Sao em ba bằng lúc này?
Ai bảo thế? Đi sang đây. Chạy em nước đi nhá. Nhảy lên trên này. Ok. Chào bố lâu không? Hả? Vừa mới đến. Vừa mới đến xong à? Mình đang đi vào nhà Bắc Thanh. Bắc Thanh trong này nè. Kẹn nè. Anh Kẹn nè, chào anh Kẹn chưa? Anh Kẹn nhớ em tin không? Anh chị em tin, quên rồi. Quên mất tiêu rồi. Tôi sẽ cầm cái hình con này đi đấy. Hả? Ủa đây chìa khóa. Chú có chìa khóa. Chú có chìa khóa. Tin bấm thử cái này đi. Con bấm luôn trên này. Ấn mũi mũi tên, ấn mũi tên trên. Ừ, đó. Ấn. Đấy đấy nhà này. Được rồi. Được rồi đó. Con ấn một lần thôi. Phải ấn cái tăng nguồn. Ừ, đấy, ấn nguồn đấy. 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 Đấy, đang cửa lên nè. Hay không?